Chào mừng các bạn trở lại với kênh kỹ thuật phần cứng. Mình là Lê Quang Vinh, LQV77, admin kỹ thuật phần cứng.vn. Trong video clip này, mình sẽ hướng dẫn cách download Extremeware từ trang web Casme.com. Thì trang này mình cũng tải rất nhiều cái firmware dành cho board đa năng. Ở trong clip này mình sẽ minh họa cách tải file cho board T.RD8503.03. Dĩ nhiên là mình có thể download những cái firmware khác. Trên này có rất nhiều cái firmware mà mình cũng tải từ trang này về rất nhiều. Nhiều bạn là không thể tải được, và bản thân mình những lần đầu tiên mình vẫn tải không được và rất là bực bội, ức chế. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách để tải cái firmware từ trang này. Trang này nó cũng lưu trữ rất là nhiều. Ở đây mình có thể, ví dụ mình có thể tìm kiếm từ Google. Ví dụ như bo này là T.RD8503.03, Enter và trả về ngay kết quả đầu tiên là của trang Casme Electrum Software Pre-Download. Tương tự với những cái bo khác, mình chỉ cần vào Google kiếm, nó sẽ trả về trang này. Dĩ nhiên là trang này nó gây khó chịu là bởi vì nó dụ mình click quảng cáo, và mình cũng phải chịu chấp nhận mình click 2-3 lần vào trang quảng cáo của nó để mình có được cái file mình cần tải về thôi. Vấn đề nằm ở chỗ đó, nhiều khi mình không biết cách thì mình cứ lắp tới lắp lui hoài vẫn không tải được. Đây mình sẽ minh họa. Ví dụ như trong trường hợp này nó sẽ có rất là nhiều file, mỗi file nó sẽ nằm trên một hàng khác nhau. Ở đây nó có 33 file. Dĩ nhiên là cái bộ file này mình đã có rồi, mình chỉ minh họa cái cách tải thôi. Trong trường hợp này, trang này nó sẽ có là những cái file này dùng cái remote Trung Quốc nè. Từ vị trí 1 tới vị trí 9 thì nó dùng remote Trung Quốc. Còn những cái này từ vị trí 10 cho tới vị trí 17 thì nó dùng remote LG. Thì nếu mình dùng remote LG và mình đổi logo LG là mình đã có được một cái là logo file của thằng qua Trung Quốc rồi. Ở đây mình sẽ thử minh họa, mình tải cái remote Samsung, mình đang có cái remote Samsung. Mình sẽ tải cái file thông dụng của màn hình là 1366768. Để download thì mình bấm vào cái chữ download này thôi. Rồi, sau khi chúng ta bấm vào cái link Samsung 1366768 remote Samsung thì nó sẽ hiện ra một cái trang này GB4 thì ever gì không quan tâm. Đây mình kéo xuống cái mục pre download này. Bấm vào mục pre download nè, pre download này. Bấm vào đây, đó, trang quảng cáo đầu tiên nhảy ra. Một trong những lần đầu tiên mình lên trang này mình tải thì mình cũng rất là bực bội, ức chế ha. Trang quảng cáo này thì mình bỏ rồi, kéo xuống rồi, bấm vào đây xác nhận tôi không phải là người máy. Bấm vào đây, bấm vào xong vẫn phải chờ đến hết 20 giây, 6 giây, 7 giây. Mình bấm sớm vẫn không được, bấm sớm bấm chảy cũng được, đợi nó hết cái thời gian chờ này. Trong thời gian chờ là nó cho mình coi quảng cáo đó. Rồi bây giờ bấm read download link, bấm vào đây, bấm, nó sẽ nhảy ra trang quảng cáo mới. Đây mình đóng trang quảng cáo này lại, rồi tiếp tục bấm thêm một lần nữa, nó lại nhảy thêm một trang quảng cáo nữa. Ở những lần đầu mình tải mình ức chế lắm, cực kỳ ức chế luôn, mình tải rất nhiều lần. Đó, nó nhảy ra trang quảng cáo, cũng phải thông cảm là chính những trang quảng cáo này nữa nó mới kiếm được tiền, nó nuôi được mấy chủ server, chỉ những người làm web mới hiểu. Rồi sau khi đã nhảy ra 3 lần quảng cáo rồi, bây giờ mình vẫn tiếp tục bấm vào đó. Lúc này nó sẽ trả về file cần download.
vấn đề chưa hết đâu, tải về được vẫn chưa hết vấn đề. Rồi file tải về mình vào hiển thị trong thư mục để mình xóa những cái thứ linh tinh. Đây mình tải về được một file, và với file này mặc dù là đuôi là chấm ra, nhưng mà nếu mình giải nén bằng winra hay là winzip gì đó, mình dùng cái từ extract nè, giải nén ra ngay lập tức bị bỏ lỗi nha. Ở những lần đầu tiên mình tải mình vẫn rất ức chế vụ này, rất khó khăn để tải về, nhưng mà sau khi tải về lại giải nén là bị bỏ lỗi. Thêm một lần nữa nó gây khó khăn cho mình là phải dùng phần mềm 7zip để giải nén cái chắc luôn. Ok mình được thư mục 1366768 và đây thành phẩm mình cần để tải về nằm trong đây. Một số anh em thì không biết 7zip là gì thì mình xin hướng dẫn sơ cho những anh em nào chưa biết. Đầu tiên thì cứ vào Google có chữ 7zip, rồi nó vào trang này, vào trang 7zip, tải và cài cái phần mềm này vô thôi. Mình giải nén bằng phần mềm này, Windows 32/64, click vào tải về thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nếu mình không biết á, thì nó sẽ gây ức chế do mình cần tải file về mình làm việc mà nó cứ nhảy tới nhảy lui mấy trang quảng cáo thì mình rất ức chế. Xin kết thúc với video clip ở đây. Anh em nào có khó khăn trong quá trình tải file về từ cái trang Kasmi Electrom này thì để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.